Lệ hello, gió xinh gái hello, Huỳnh Như hello, Minh Trúc hello, Bê Lâm hello, Mai Di hello, Yeah hello, Kim Long Phạm hello, Kim Vô Trì hello, Hoàng Nô hello, Phúc Nguyên hello, Linh. Rồi tất cả mọi người đã xem like à. Chiều nay tôi có đi sinh nhật. Thế nên là bây giờ tôi cần phải make up một chút xíu. Rồi hello bơ. Hello em May, hello tất cả mọi người ạ. Thế nên là chút nữa tôi dắt mọi người đi sinh nhật với tôi nha. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho mọi người đi sinh nhật chung với tôi. Mọi người có muốn đi sinh nhật chung với tôi không? Tôi dắt mọi người đi chung. Mọi người muốn tôi dắt mọi người đi sinh nhật không? Tôi dắt mọi người đi sinh nhật chung. Ok em. Vậy thì bây giờ mọi người bấm vô màn hình mấy trăm cái giùm tôi nha. Tôi sẽ dắt mọi người đi ăn sinh nhật chung. Hôm qua ghép đôi sao không nhắn em kaka. Ủa thứ hai bình thường là thứ hai nào chuyện ghép đôi mà canh me thứ hai chứ. Thứ hai tuần sau vô nha. Để make up on hả? Đợi xíu bây giờ mọi người nhấp tay cho màn hình ba cái 300 cái giúp em nha mọi người ơi. Nói chung là hôm nay em sẽ nhường sân chơi cho chủ tiệc. Thế nên là em sẽ make up nhẹ nhàng sương sương thôi. Thật sự là sương sương thôi. Hứa luôn. Thật sự sương sương tôi không làm nhiều đâu. Em hứa. Em hứa là em chỉ make up sương sương nhẹ nhàng thôi. Dạ sinh nhật ai là chút nữa mọi người sẽ biết. Chút nữa em đi mọi người sẽ biết. Đúng rồi, sương sương thôi. Không có làm nhiều đâu, không có làm lố. Không được làm lố như bé. Chứ dạo này thấy là làm lố rồi đó. Sương sương thiệt. Không, hôm nay là tôi sương sương thiệt. Mấy bà phải tin tôi. Hôm nay tôi sương sương thiệt, mấy bà phải tin tôi. Đợi tôi một chút. Quét cho sương luôn.
đúng không? Là xuyên xuyên chưa? Tôi xong rồi, tôi mắc cúp xong rồi. À quên, còn cái mỏ. Xin lỗi. Tôi nói hôm nay tôi mắc cúp sương sương mà. Mấy bạn phải tin tôi chứ. Chị thấy Trang Điện đi chơi hả? Chị Trang Điện đi sinh nhật. Em muốn đi sinh nhật chúng chị không? Chị bây giờ chị đang mắc cúp để chị đi sinh nhật. Chưa được top 10 luôn. Có hả? Giờ đi hả? Đợi một chút. Sáng nay tôi ngủ quên, tôi dậy trễ quá nên là giờ. Nên là giờ không có thời gian để làm hơn đâu. Nhiều đây thôi. Rồi xong cái makeup ngày hôm nay. Và bây giờ tụi mình sẽ đi sinh nhật thôi. Điều kính hay là đi lên ta? Điều kính hay đi lên mọi người? Mọi người thấy điều kính hay đi lên? Mọi người thấy em cảm ơn chị Thùy Dương. Mọi người thấy em đi lên hả? Okay. Đi lên đi cho nó có gì ha. Mình cũng đeo kính vô nhìn nó cũng. Mình phải đi lên. Mình đi ra ngoài đường là mình phải cầu kỳ một chút xíu, phải không? Đi đại ca ăn sinh nhật xong là trái cây vừa chín vừa ngọt luôn hả? Chỉ còn mấy độ vậy? 3 độ. Rồi bây giờ tụi mình đi ăn sinh nhật nha. Không mấy giờ ta? Thôi ngồi đi, thêm chút nữa cũng được. Ra sinh nhật cháu bả chưa? Sinh nhật Ruby tháng sau mà. Sinh nhật Ruby tháng sau. Tại sao anh còn thương em? Sinh nhật trái cây hả? Sao mọi người biết? Sao mọi người biết sinh nhật trái cây? Thank you. 他总不在了，他要去开会了，他一会儿回来吧。你找他。呀呀呀，他不，他应该在挂着吧？给我唱歌，好好哟。越南的漂亮小姐姐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 祝你幸福，祝你健康，祝你前途光明，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你幸福，祝你健康，祝个温暖家庭，祝你快乐，谢谢叔叔。
叔，感恩叔叔。十月，也请你快乐喜悦。Thank you， 谢谢叔叔。哇，感谢令哥。谢谢令哥，谢谢叔叔。mình hát bài à, mình hát bài để tặng cho chị chị Huê em. Ừ. Là... Wow, Linh Cơ, phô phê rồi. Xin chào Linh Cơ, xin chào. Thank you, show show family. Xin chào. Cảm ơn show show. Bất đồng phiếu, anh hiểu được. Ừ. Xin. Cảm ơn Linh Cơ, phô phê rồi. Tôi. Xin chào Linh Cơ. Mấy tập. Cảm ơn anh đã đọc tôi sang Linh Cơ. Một bài hát sẽ hát chúc mừng hát tặng bạn. Ok, vô. 我刚学了一首歌，我会唱给你听。感恩，谢谢。Thank you. Ok. 爱你，karaoke。爱你卡拉卡，有，好的。我跟他说话，我看一下我的越南语能不能翻译。没有来接。有没丢啊？有没丢？来了没有？这还没放灯。谢谢啊！集中嘞！我跟他说。如果你就，哎，三三呢？给你中三，我就也中木头。爱你，这个是爱你吧 ？Yeah， 爱你。爱你。应该中三，我就也。来，改。OK, hơi dấp ơi, bà chào cái duyên. Mọi người nhấp tay giùm mình ba cái giùm em nha, cần cho mình ơi.如果你突然带了个叛逆，那一定就是我在想你。如果半夜被手机叫醒，啊，那是因为我关心。想你说的话是不是没有用心？明很想相信，却又忍不住怀疑。在你的心里，我是否出其唯一？爱就是由我掌管着你。请喝多水一点，想我就多看一眼，抱想多一点点，让我能站得看见。哦，白少说一点，想比你休息几天，多一点让我心安情愿。爱你，爱你，哇，好听。谢谢，感恩叔叔。Cảm ơn bạn đã nhờ sinh nhật của tôi. Cảm ơn bạn đã giúp tôi với hoa hồng. Rất vui được gặp bạn. Cảm ơn bạn, gia đình của bạn. Sẽ cảm ơn叔叔。哇哇哇哇！谢谢我们成功，谢谢哦！哇哦！感谢我们成功，谢谢。Happy birthday！Together， 哒哒哒哒。
谢谢我们成哥，谢谢，哇，谢谢成哥礼物盒，感恩秀秀，感恩秀秀 family， 谁luôn hạnh phúc và vui vẻ với gia đình của mình trong ngày sinh nhật. Do. Cảm ơn vì bài hát sinh nhật của bạn, nó rất đẹp. Xin chào. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, và gia đình cùng chơi vui vẻ. Cảm ơn Xiu Xiu, và gia đình cùng chơi vui vẻ. Cảm ơn Xiu Xiu, cảm ơn Xiu Xiu family. Okay, love you. Love you too. Kiss kiss.Đó, tôi dắt mọi người đi ăn sinh nhật đó. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy tôi uy tín chưa? Hôm nay tôi dắt mọi người đi ăn sinh nhật. Mất tiêu 4 sập hả? Hai bà cảm ơn nhau hả mấy bé ơi? Can you bạn có thể dạy tôi đoạn sau của bài hát được không?你能教我这首歌的第二部分吗？你能教我这首歌的第二部分吗？你好听没有？你好听。这首歌，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈bạn có thể đọc. Xin chào, tôi chính xác phát âm, bạn có thể đọc. Okay. Version 2. Ai mẹ. Bà cho người ta đi ăn sinh nhật. Có 4 câu rồi mọi người, đọc xong 4 câu rồi. Cái gì vậy? Bé nói gì vậy? Ok, không không. Ôi, thằng tổ. Oh, two, ok. Version 2, version 2. Put your hands up. OK， 喜欢，在你的喜欢，在你的喜欢，在你的喜欢。臂弯里胡闹，臂弯里胡闹，臂弯里胡闹。哇 ，Yes， 喜欢在你的你的臂弯里胡闹。喜欢在你的臂弯里胡闹。Yes. 喜欢在你的臂弯里胡闹。哦。对 ，Yes. 听一下啊。OK. 喜欢在你的臂弯里胡闹，你的世界是一座城堡，你的世界是一座城堡。你的世界，你的世界，世界，是一座城堡，是一座城堡，是一座城堡。你的世界是一座城堡哦。Yes， 城堡。喜欢在你的臂弯里胡闹，你的世界是一座城堡，在大头贴画满星，在大头贴，在大头贴贴贴啊贴，对，大头贴贴，在大头贴贴。画满星号，
hoa mãn xin hào. Hoa mãn xin hào. Hoa mãn xin hào. Wow, yeah. Yes, yes, yes. 在大头天画满星号 Yes 画满星号 Hỏi lại đời nhớ. Nhớ mà tôi học hết nửa bài rồi đó giỡn hoài. Ok 贴在 Continue. Ok 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 贴在手机上 贴在手机上 对你微笑 对你微笑，对你微笑。Oh yes yes. Again, wait. Wait. I repeat. 城堡 对 在大头贴 在很满星号 星号 Yes 你的世界是 城堡 一座城堡 城堡 哇 OK The Chinese is good Very good, very good 你很 Wow! Thank you, thank you. Thank you. 感恩叔叔. Thank you. Thank you, 许月. 新年快乐. Thank you. 谢谢. Bye bye. 感恩叔叔. Bye bye. Bye bye, 许月. 许月. Bye bye, bye bye. Thank you. Okay. The Chinese is good. Very good, very good. 你很 Wow! Thank you, Em sợ mình không có ngày Chào mai. Em. Em để mình nhảy lại em biết không có tiền rồi. Ngồi mà như vậy là biết rồi. Đến thời của em rồi mọi người, phục thù thôi. Cũng đã đến lúc cho Ali thấy sức mạnh của gia đình mình rồi mọi người ơi. Thấy Billy nó mới bay giờ thôi, này không chị tiếp đã clip rồi. Chị xin lỗi em, chị tiếp đã về Việt Nam. Hả? Chị tiếp đã về Việt Nam, xin lỗi em, giờ này chị tiếp thức. Hả? Chị tiếp về Việt Nam rồi hả? Đúng vậy. Chị ơi, nay em chơi em lôi phụ huynh vô luôn rồi. Chà, có phải là bà ơi cho con như này, cho con tốt 1, cho con tốt 2. Có vẻ như viral rồi đó. Có vẻ là tham tài chị nhìn mới thấy em bay. Thua thì chị bị ẩn xuống rồi, không sao, không sao. Để em gái em lỡ vô cái trớn rồi, không sao. Mọi người ơi, nhắm tay mình ba cái với em nha cả nhà mình ơi. Mọi người đi xem live, mọi người nhắm tay mình ba cái với em nha cả nhà mình ơi. Cấp vui mọi người. Nhắm tay phụ em nha ơi. Ngay hai nàng bóng chuối vậy thôi. Cả nhà mình ơi, nhắc tay cho mình ba cái giúp em nha mọi người. Coi chuẩn bị Billy nó bay nữa nè. Nhẹ thôi nha Lì ơi. Nhẹ tay. Cái kêu gì giờ, kêu gì nhẹ nhàng. Thầy báo này, không sao nha mình ơi. Nhắc tay giùm em nha mình ơi. Kêu bây gì nhẹ nhàng anh...
Cảm ơn anh. Bây giờ anh hai không có thì bây giờ chúng ta cũng có thể đánh được chị Xíu. Tại vì nhà chị Xíu bây giờ nobody. Nobody. Mọi người nhấp tay cho mình ba tay lên cả nhà mình ơi. Ủa gì? Của em á, em mở nobody. Nè, khiếu nại tin tức đi cây 30 giây thôi. Mắt xả xu à, quá trời hai gái quá trời đã rồi bây ơi. Cảm ơn Trí Trọng, cảm ơn Việt Khương, cảm ơn Tường Vi. Chúng em sẵn sàng quay rồi, trời. Cảm ơn Nivi, cảm ơn Cun, cảm ơn Smile. Cảm ơn Bin ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Cố lên, cố lên. Cảm ơn Thảo Ngân, X2 mọi người ơi. Lỡ phút nào mà theo lao nha, mình ơi lỡ gáy cho em gáy cho chị đi mọi người. Cảm ơn Thảo Ngân, cảm ơn Rùa Con, cảm ơn Hoa Bị Ngạn, cảm ơn Ti. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. À mọi người ơi. Cảm ơn yêu cũ. Cảm ơn Nhi. Cảm ơn Tuyền, cảm ơn Mong Mà. Mọi người ơi, cố lên. Cảm ơn. Cảm ơn Trang Trang. Hello Sony Hero. À, mọi giấy mọi người. Cảm ơn Mika. Cảm ơn DMJ. Cảm ơn Trang Lân. Cảm ơn Mâm. Cảm ơn Trung. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chị Hoa và Cỏ. Cảm ơn Trung. Xíu ơi, thời khắc em đã đến rồi. Chơi mình buồn quá. Ủa cũng có điểm mà nói gì chơi mình nhờ. À đây là điểm của chị đó. Em lại không coi đó là điểm. Đối với em 5k từ nhà em coi giống như là 100 xu để trả kèo gì đó chị. Điểm đó nhà em phải tính từ 10k mới cho. Trời ơi này cháy về trời. Mọi người ơi cứu. Mẹ gây tới không chuyện. Ờ chị ơi bên này không được nói chuyện á hả? À không được nói chuyện rồi không phải 5 phút đâu. Mà 15 phút lần đó. Giống như âm bổ gì đắt xíu. Mỗi bị cây chỉnh 30 giây thôi. Không chỉnh được anh ơi. Mặc định rồi. Chỉnh 30 giây thôi. Chứ đánh như vậy tốn thời gian quá. Mà tội người ta. Trời ơi anh ơi. Chị cô nhà ơi. Chị còn gì hả Xíu? Chị còn gì Xíu ơi? Nè hai con đến nằm cái đồng hồ lận tha hồ bà BK hai ơi hả? Mấy cái đứa này. Thôi, cảm ơn Biên, cảm ơn người yêu cũ, cảm ơn Cẩm Nhi, Kim Trần, cảm ơn Trí Trọng Như, cảm ơn Mo, Việt Khương, cảm ơn Thổ, cảm ơn Hân, cảm ơn ba mấy chị nhiều. Để cho hai còn thấy anh hai mỗi ngày chứ bay ơi bay. Cảm ơn Lan, cảm ơn Mika, cảm ơn Hoa và Cỏ, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn Hoa Bị Ngạn, cảm ơn Hoa Hồng, cảm ơn Trần Loan, cảm ơn Nhi, cảm ơn Trung Yên Trung, cảm ơn... Có thể, nhưng mà trừ khi có chị Tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhấp tay và tặng quà giúp em, cảm ơn mọi người nhiều à. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nha, cảm ơn đồng ngũ nhấp âm cho mình. Rồi. Nên mặc đầm công chúa ha. Không, không có đầm công chúa lắm, áo thôi. Làm, chị làm con kinh công cho em đi. Kinh công. Kinh công. Nè. Kinh công. Kinh công, cái áo cẩn thận cái áo kìa. Ok. Cũng vậy mà bị cái chân đó.
Rồi bay ơi. Quer fazer amor comigo? Ai, que delícia. Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Ai, que delícia. Quer fazer amor comigo? Ai, já. Được rồi. Quá coi giống rồi nè. Cái gì? Kỳ ế đi bạn ơi, ế đi bạn ơi, trời em lạy anh luôn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy yêu ơi? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời lạy luôn á. Tôi tưởng là tôi xích thấy gì tự nhiên. Cảm ơn hai Lan Trang đã follow ạ. Sao chị suy nghĩ như thế nào? Chơi tiếp hay dừng lại? Kỹ đi. Quậy quá, quậy quá. À, tiếp. Tiếp mà sao lâu vậy? Thì thôi, chả kèo thôi chứ có gì đâu mà chờ. Tiếp đi là đi tiếp hay là tiếp đi là Tiffany? Tiếp này là Tiffany á. Vậy hả? Tiếp này là Tiffany hả? Đúng, tiếp này là Tiffany. Tình hình nóng lên rồi bị sống nè. Ê, tự nhiên quay em bé cái bị. Không bị. Quay em một chút như vậy mà có chị là không có bị. Mọi người ơi, nhấp tay vô hình ba cái với cả gia đình ơi. Ba ghim xin hôm lôm lai. Nhấp tay mọi người ơi. Nhấp tay cho em được mở nhạc khúc đầu cái. Không được khúc sau thì mình phải được khúc đầu chứ ấy. Trời ơi lâu vậy. Mọi người đấm cho màn hình ba cái. Đâu? Mọi người nựng vô màn hình ba cái. Mọi người nựng vô màn hình ba cái. Mọi người ơi, nhấp tay cả gia đình ơi. Nhấp tay vô hình ba cái với em nha. Kiểm duyệt viên chất lượng đi. Sao anh hai có thêm bằng thế nhỉ? Ông đi. Cảm ơn hai vị ngàn, cảm ơn xin phan. Mọi người nhắm tay cho mình ba cái với em nha cả nhà mình ơi. Hôm hai quầy banh nóc. Cảm ơn Mika. Cảm ơn quầy quá. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn mọi người. Hai thằng ngoài cho em làm việc. Cảm ơn thỏ. Gãy tay hả? Cảm ơn Hoan Niu. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn lấy cái nhạc cho em mở được mọi người. Nhạc bên kia dở quá. Cảm ơn Mai Thư ạ. Hello next. Bên kia mở nhạc dở quá cả nhà ơi. Nhặn tay muốn chết kêu dở. Nhạc dở quá. Cảm ơn Lầy ạ. Nhạc không có sung gì. Bạn này hao hao đi chơi bia. Cảm ơn Mika. Nhiều người nói em giống Mika vậy ta. Ê. Sit up. Cảm ơn anh. 16 điểm nha ơi. 16 người mọi người cho em thấy đây xin một bông được không ạ? Đủ rồi cả nhà yêu ơi, thank you cả nhà. Let's go. Nhìn giống chừng nước hoa kìa, còn lâu mới giống. Cảm ơn Thanh, cảm ơn Hùng ạ.
Cảm ơn chị Tuệ, cảm ơn Trang, cảm ơn Next. Cà thuốc lên là jam. Nhìn chị xíu có chút yêu em thương. Ha 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 ha. Xíu ơi, đánh em đi xíu, em đánh lại xíu. Em ước gì cái cảm giác xíu đánh em giống như hôm bộ chết đây tập bò. Hai ngày thôi. Hai ngày thôi. Mọi biến thôi em. Hai mỏi tay không hai? Bộ đời quậy quá như vậy. Ali đàn em. Khúc nào ông xả luôn rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã gửi bom cho em lại. Em cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn Next. Tập thốt lên là chân. Hôm nay anh hai hướng hoài vậy ta? Thì mới lấy đồng hồ ra đó. Mới lấy đồng hồ ra đó. Và thành filter luôn. Liên tục quá cả nhà. Chị cả cho mấy giọng hả? Chị cả mà đã bắt chị tư nè. Nhân năm nhà ơi. Hay là đánh này đánh cho nhất người luôn đi mọi người. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Cảm ơn đó, cảm ơn yêu yêu ạ. Ủa, là nhân năm rồi hả? Cảm ơn anh yêu. Cảm ơn nhân năm nhà em mà đâu phải nhất vậy. Cảm ơn chị Nhiêm. Cảm ơn Thanh Thanh, cảm ơn Lê Lê Phương Linh, cảm ơn Thanh Nga, cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn Trí Trọng Việt Cường. Cảm ơn Naka, cảm ơn yêu nhiều ạ. Bốn khoan, nhân năm nhà em, nhân năm nhà chị. Mọi người ơi, mọi người cho em xin bốn con số 9 cho anh được không ạ? À? Ủa, x5 nhà mình hả? Ủa, là chơi x5 nhà mình có chơi x5 luôn hả? Cảm ơn yêu nhiều rồi, giờ chị nhà mình có x5 hả mọi người, nhà mình có chơi x5 á hả? Giờ chị nằm lên giường chị dãy cái bài này cho em đi. Dãy cái bài gì ạ? Dãy, dãy chứ phải nhảy nha. Dãy. Dãy như nào? Ba ơi, cho con 5.000. Mua bánh, mua kem. Đó. Được rồi, cứ tới trả kem là mày thập cái đầu mày vô làm cái gì? Mày vô khác đi. Cứ tới trả kêu lại lại coi. Rồi. Nhớ không? Dạy. Chị phải đọc luôn, chị phải đọc thoại luôn nha kìa. Mẹ ơi, chứ con trong nhà, chứ con mua bánh, chứ con mua kem. Ba này đánh thêm này, ba đánh thêm mà mọi người. Ba ơi, cho con đạp gà thì cứ vô bạch thì có một kem. Phải có mua một mình, có mua cho Khánh, có mua cho em. Sơ hở cái tiểu phẩm à? Có rồi nè. Thôi hai không à, chắc là có lẽ đó. Chị cũng đâu thấm mệt. Cảm ơn Nika, cảm ơn chị Thủy cho Mai này. Cảm ơn bố một mình, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn hai bạn nhà. Cảm ơn bà Lan, cảm ơn Lâm Trân, cảm ơn Nhung Nguyên, cảm ơn Mai Thiên, cảm ơn tất cả mọi người đã bấm tay về tạm người giúp em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cảm ơn gia đình hai bên. Ok. Hai, chị đi về ăn đây, chút nữa chị qua chị mời lại. Alright, thôi ăn đi nha. Okay. Em về đây, cảm ơn mọi người bên đó. Cảm ơn cả nhà. Không sợ gì, tới giờ ăn rồi. À, cái đầu quấn. Ăn thôi.
rồi, bây giờ mới ăn sáng đấy mọi người. Bây giờ tôi mới ăn sáng. Sáng thì tôi ngủ quên. Ơ, lấy chị coi. Gì vậy? Cái kẹp mới rớt á. Em có cái nhịp nữa nè. Ủa, không ra làm đơn hả? Xem rồi. Thấy em bóc rồi xong hết chưa? Chị một mốc bằng bắt đầu. Máy nhỏ đúng không? Máy nhỏ, ở trong nhỏ. Đó. Giờ ta ăn xế, bà ăn sáng. Bấm dậy, giờ mới ăn sáng. Hôm qua chị đeo cái nào vậy chị? Hôm qua chị đeo cái màu trắng. Rau, rau, điện thoại nhỏ đó không? Điện thoại nhỏ hôm qua, hình như Khanh nói á, hình như Khanh giữ xong rồi Khanh về Khanh đưa chị để đâu á, coi thử rồi heo hay nhỏ cầm ấm, vô ra khỏi. Đâu đó chứ hôm qua có cầm về mà. Nữa, người ta đang ăn mà mờ trời. Alo chị xíu xíu. Bà đang ăn mà. À chị đang ăn hả? Chị xíu xíu cho Nhi xin một lúc follow nha. Ok. Dạ ok baby. Chị đang ăn. Không biết em không biết. Chị đang ăn hả? Nãy mới chơi với tôi xong, mới chơi tới thì xong. Chị xíu ăn ngon miệng nha. Chị xíu ăn ngon miệng. Chị ăn ngon miệng ạ. Chờ hở cái này đã bao rồi, chờ hở cái đã bao rồi. Tính cho trả kèo nữa hay gì vậy ạ? Mời mọi người ăn sáng nha. Cảm ơn Max. Mời. Cảm ơn. Thế hả? Kiếm được chưa? Bấm thịt nướng. Ngon. Thấy chưa? Ngon không? Ngon.
Chị Thư còn nhớ Mỹ Linh hay nhỏ học trong lớp không mà nhớ? Ủa Mỹ Linh hả? Chị nhớ lớp chị có Gia Linh, Mỹ Linh. Ủa? Cấp mấy, lớp cấp mấy mới được? Hello Hi Min, chị ăn bún thịt nướng. Đâu rồi, cái bạn hồi nãy hỏi với lại chị còn nhớ Mỹ Triều không? Nhớ. Ê khoan, ừ
Ông cầm máy kìa, ừ ha. Hèn chi tao thấy cái avatar quen quen. Mày giấu cái điện thoại phơm. Từ từ, đợi một chút. Khúc này là mình phải làm tới công chuyện nè. Để chị nghĩ coi, hồi mình học lớp 10, hồi mình học lớp 10 là mẹ nó có bầu nữa. Hồi là mình lớp 10 là mình 16 tuổi, còn mẹ nó 15 tuổi. 16 tuổi đi cho mẹ nó 16 tuổi đây 16. Hồi đó là năm 2011, tới giờ 2023 là nó mới 12 tuổi. Chưa có đủ tuổi coi TikTok nghe. Mẹ nói là hồi 16 tuổi là có bầu nữa đó. Hồi đó chị lớn chưa hả? Đã lớn rồi. Nào, gỡ liền nói mày bà đứng mặt mày đã xem mày gọi tao bằng gì đi chứ mày cứ gọi tao bằng chị à, tao tưởng tao trẻ lắm đó. Mày vô đây mày kêu cho chị bạn mẹ con, giờ mày còn kêu tao bằng chị nữa. Tao đứt quá mà. Ta ăn không ngon luôn, ta hết, ta đang ăn ngon miệng cái giờ tắt luôn đó. Tao phải gọi là... Chiều gọi chứ chứ. Giờ nó cầm điện thoại sao mà gọi. Thôi cháu đi trốn. Ừ, trốn lẹ đi. Chiều nay là mẹ mày dắt cây dí mày đó. Tao đảm bảo với mày chiều nay tao mép một cái là mẹ mày chỉ có đánh mày thôi. Tao đảm bảo với mày luôn, cứ mở tao mép một cái là ba mẹ mày chỉ có đánh mày thôi. Chào các gái, con Triều có chơi TikTok không? Bé nó chó cái ảnh đại diện luôn hả? Nó để hình ba nó mà biểu. Ăn thì cho đỡ thức hả? Ốp điện thoại dễ thương quá hả? Xin ơn. Có bé Triều chơi. Trời ơi, Đừng cho nó coi tôi nha. Con của con Linh mới vô comment kêu là: chị ơi chị, chị biết mẹ Mỹ Linh và Mỹ Triều là ai không? Là mẹ em đó. Ừ. Tao gớt nước mắt. Chị, nó kêu tao bằng chị, xong nó kêu tụi bay bằng mày ạ. Nó ở thằng mình phải ở trên này tao kêu là tao mới 18 tuổi mà tụi nó làm gì là lộ bí mật hết đó. Lộ bí mật hết chầu thiệt chứ.
Hé, để Triệu nói con Linh cho. Mày chết, mày rồi xong mày rồi con. Mày xong mày rồi con. Để Triệu nói con Linh chưa. Mày xong mày rồi con. Mày xong mày rồi con. Mày hả con? Mày hả con? Tao mét rồi. Mày tám chuyện mày rồi con. Mày chưa đủ tuổi mà mày dám mày coi TikTok. Ai chưa? Chiều nay tao mét mẹ mày nữa là mày tới cái chuyện mày nè con. Hè nè hè. Thì nay vẫn đăng ký ngày cuối đúng không? Ngày cuối gì? Đăng ký offline này. Đúng rồi. Phương Nhi, Mất một view thôi. Đừng ăn lẩu trưa, đừng ăn lẩu. Bữa trưa ăn lẩu nóng nực lắm. Ăn khác là đừng ăn lẩu. Chọn xét khác đi. Gì hả? Gì sớm à? Ba Ba Mẹ em hiền lắm, mới ăn đầu hôm qua. Tao biết mà. Ngày xưa mọi người đã từng nghe câu chuyện tôi kể cho mọi người nghe. Tôi đã từng kể cho mọi người nghe một câu chuyện đó. Hồi xưa, hồi lúc tôi đã kể cho mọi người nghe câu chuyện đó rồi. Đó là cho gì miếng giấy ăn xong cái đã. Hồi xưa tôi đã có một lần tôi đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện đó là cái năm mà tôi học lớp 10 á, có bốn đứa bạn chơi thân với nhau. Cái năm tôi học lớp 10 là con Linh, Triều, tôi với lại Ngọc, bốn đứa chơi thân với nhau. Và quý vị các bạn và quý vị và các bạn biết sao không? Năm lớp 10 sóng gió đó là Linh lấy chồng trước, Linh xong rồi tới Ngọc xong tới Triều, còn một mình tôi còn sót lại. Chỉ có một năm lớp 10 đó thôi mà bao nhiêu sóng gió ập đến là tôi mất luôn ba người bạn, chỉ còn một mình tôi. Còn đúng một mình tôi học chăm tới tận giờ này, tôi vẫn chưa có gia đình và tụi nó đã có hết rồi. Và con tụi nó hiện tại đang ngồi xem livestream của tôi ở đây. Và con của tụi nó kêu tôi bằng chị quý vị và các bạn ơi. Nó chai chai, nó chai chai sao quý vị và các bạn ơi. Khúc này tự nhiên thấy nó chai chai sao á. Nó cấn cấn sao á, đúng vậy, nó cấn cấn sao á. Tôi đang ăn nửa, được nửa tô bún, bây giờ tôi phải ngừng ngang để tôi suy nghĩ. Nhân sinh quan của tôi bây giờ là hiện tại nó đang rối loạn. Vậy thì kêu bằng anh hay bằng cô mới đúng hại. Thì thiết nghĩ là bây giờ thôi, nó lỡ kêu bằng chị rồi kêu tiếp đi. Tại vì mình đang giấu tuổi hả, mình đang giấu tuổi thật. Mình đang đó mình 18 tuổi thôi, mà bây giờ kiểu tụi đó kêu bằng cô cũng hơi kỳ. Cảm ơn Mỹ Thảo. Trời ơi, cảm ơn em, cảm ơn chị Ala Châu. Hello trời. Nhân sinh quan của tao sụp đổ về bay. Gì thử hả? Thôi đừng mà đừng cái bên chị đi. Ê tự nhiên ăn hết ngon luôn mới quý vị và các bạn ơi. Còn nên nói cái gì nữa đây? Yêu cô. Và nói chung là bạn em thì nó cũng hai ba đứa con rồi mỗi đứa. Cảm ơn Bích Linh. Em mới có 18 tuổi thôi mọi người ơi. Còn mình thì ế hả?
Ừ, Ken vô hả? Ken, Ken ơi, Ken. Ken ơi. Ken. 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 Ken ơi. Ken ơi. Hôm qua làm sáng này cái để biết là gì là bay cho đã đi, giờ chút rồi anh mà lại sao? Sao cô ăn hiếp cháu e nói cho đúng nha, tao không ăn hiếp. Tao mé mẹ mày thôi. Tao giữ gì cấp lạnh mắt bạc đi. Dành tặng cho Ken. Chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Hello bị hai vô. Đời phiêu lưu là thế, không biết đêm ngày mai. Nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó. Còn dư hai cái thôi, ngồi tiếp hả? Ê, còn dư hai cái mà đúng rồi. Hai nhà cũng phải nghe chứ. Chị ơi, trời. Chị ơi, để mấy đi đánh em luôn. Mấy đi đánh em bả kèo luôn. Em đã ăn bún với lì, em chưa kịp ăn sáng với lì và với lì bồi với lì đánh đi bà kèo em ngán rồi cháo luôn không muốn ăn luôn. Em cho chúng tìm mà. Vậy mà hết luôn. Rồi mới lên cơ làm cái con nữa. Còn cho em nhìn mà cho 5.000 mua bánh mua kem rồi gì đó dễ đặt luôn. Ừ.
thấy mình vừa ăn vừa khóc vậy. Cơm chan nước mắt á, biết không? Thua kẹo á, cô cơm chan nước mắt. Bún chan nước mắt. Xin lỗi. Xin lỗi, lộn. Gọi có gì không ta? Linh ơi, Linh! Linh ơi! Mày tao công chuyện mày rồi! Ủa khoan, là nick đó hay nick khác vậy? Hình như nó lấy nick mẹ nó vô luôn đó. Để tao coi. Hình như nó lấy nick mẹ nó vô luôn á. Hình như nó lấy mấy nick mẹ. À không, nó nè. Mình phải xác minh danh tính cái đã. Từ đầu xác minh danh tính cái đã. Alo. Alo. Linh ơi. Sao? Con mày nó chơi TikTok hử? Hả? Là sao? Tao đang like. Hả? Tao đang like cái nó lên nó kêu là: chị ơi, chị biết Mỹ Linh không? Hỏi Mỹ Linh nào. Nó kêu bạn học chị đó. Xong rồi kêu ừ biết có trong lớp có Mỹ Linh, nhưng mà là lớp cấp mấy. Nó kêu chị biết vậy, chị biết Mỹ Triều không? Vậy xong là tao xác định là mày rồi. Tao biết Mỹ Triều là Mỹ Linh rồi. Xong cái mày biết nó nói xong là mày à em đó. Đứa nào? Nick ghê. Nick cái gì mà gì em bé mẩm mỉm gì gì đó. Mày con. Đó rồi mày biết sao không? Ở trên live á, tao kêu là tao mới 18 tuổi thôi. Mà bây giờ nó lên nó kêu là mẹ con là bạn gì, mẹ con là bạn chị á, thì bây giờ tao nói sao? Tao đợi như vậy lại nói nha. Bây giờ mày đánh nó cho tao. Okay. Giỡn á nha. Tao không tin luôn á, Linh. Tao không tin là có một ngày con mày sẽ vào vô coi like tao và kêu tao ăn chị đó Linh. Trời ơi, nó còn để ai với tao, ông Thông. Chịu không nữa. Để ai với tao? Ông Thông hay sao á? Hả? Ba nó. Đợi xíu chút quay lại thử đi. Tao rất chán nha, là lâu nay khỏe không? Cũng khỏe. Bữa nay làm gì rồi? Ở ngày chưa có làm gì đâu. Bữa đó tao về gặp nha. Chị giờ đang ở đâu rồi? Sài Gòn mà. Khi nào gọi cà phê. Ok. Vậy ha. Cho mấy đứa nhỏ coi TikTok ít thôi, nó chưa đủ tuổi á. Cho nó coi YouTube Kids đó nha. Vậy ha. Giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn. Mày chết, mày rồi. Con trai ơi. Con trai ơi. Từ khoan, khúc này phải mép nè. Khúc này phải mép. Đúng rồi, con này quan trọng, tao phải mép. Đúng rồi, công chí mạng. Ê Linh ơi, tao còn có một vụ này mép mày nữa nè. Vậy gì nữa? Nó nói một câu chí mạng lắm. Chí mạng mày á, chứ không phải chí mạng tao. Đó nói là cô đẹp hơn mẹ con. Trời chết. Rồi, mình đánh nó cho tao. Chịu luôn hả? Vậy ha, bye bye. Chí mạng liền. Chào tình nhớ. Chị đẹp hơn mẹ em ơi, chị đẹp hơn mẹ em. Chí mạng liền. Mày biết cái. Chị dùng iPhone gì hả? Chị dùng iPhone 16.
Nó khác ngoài là cái mép không? Đau lắm á. Đau lắm á. Ê Linh, nó nè, ở trên này tao giấu, tao kêu là tao mới 18 tuổi thôi. Nên là ai cũng nghĩ tao mới 18 tuổi. Hồi nãy tao kể câu chuyện của tụi mình ra cho mọi người nghe. Tao kể là năm lớp 10 có 4 đứa bạn chơi thân là tao, Mạn, Triều với Ngọc. Và sau năm lớp 10 sóng gió đó chỉ còn lại một mình tao. Ba đứa bay đã đi lấy chồng hết. Và con của tụi bay hiện tại đang ngồi xem livestream tao và kêu tao bằng chị. Ê, tính ra con ba đứa bay bằng nhau luôn ha. Chầu thiệt chứ. Đập dí mạng kìa, chị ơi. Bữa nay nhỏ hết mẩm mịm luôn rồi.